He xin mến chào cô chú đến với kênh là cây kiển của tôi cũng như kênh bonsai mini TNCT nha. Hôm nay ngày 21 tháng 10, hôm nay vườn con lên cái clip này để giới thiệu giao lưu cùng cô chú mình, đó là một cái lô linh sam siêu hoa phôi. Giá của nó rất là mềm, thì cô chú mình xem tham khảo nha. Thì những cây này á là hoành là cỡ 10 trở lên, 12, 14, 15 tùy theo phôi nha cô chú, nhưng mà đa số là cỡ 12, 14 là nhiều. Thì những phôi này á được chiết nhánh ra xong rồi quắn dán quái ở trong chậu rồi xong rồi mới đặt xuống đất để trồng, lấy cây phôi như thế này để về cô chú mình cắt cục đồ lại làm những cây bonsai mini nhỏ nhỏ á. Đây nè, vườn con quắn rất là nhiều dán quái khác nhau ha. Thì con quay như thế này cho cô chú mình xem thấy cái cây nó to như thế nào, chứ nhiều khi con quay mà rồi cái cây không thì cô chú mình không biết nó bự như thế nào ha. Còn cái này con cầm thì cô chú mình so sánh cái cây với con nha. Nói chung là quắn rất là nhiều dáng quái, nhiều khi quắn dáng gì cũng không biết luôn, gọi chung là dáng quái vậy đó nha. Sẵn ở đây con giới thiệu luôn ha, tại vì cái cây này á vườn con bứng ở ngoài đất xong rồi vườn con mới cắt tỉa rễ này kia đồ lại, nó mỏng như thế này luôn thì về cô chú mình trồng sau này ép chậu rất là dễ. Đây quấn rất là nhiều dáng quái khác nhau nha cô chú. Hiện tại là những cây phôi siêu hoa này vườn con đang giao lưu với giá là 70.000 một cây, cô chú mình mua 3 cây là 200.000, chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Còn nếu như mà bao ship luôn là 240. Đó. Cô chú mình có nhu cầu mua những cây phôi này về để làm những cây bonsai hoặc là mình trồng lấy bông như đầu clip á, thì cô chú mình liên hệ vườn con. Số điện thoại con sẽ để trên tiêu đề nha. Rồi cảm ơn cô chú mình đã xem, ủng hộ vườn con trong thời gian qua rất nhiều. Thì con cũng xin kết thúc video và tạm dừng tại đây nha.